Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và comment góp ý các ý kiến của các bạn nhé. Đại thiên thế giới, ở tập trước, sau khi ba người Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần được bút sức mạnh, tưởng mình là vô địch thiên hạ, liền đi đến thương khung chi tâm của đại thiên thế giới để tìm kiếm thiên chúa của thiên nhân tộc báo thù và ngăn chặn kế hoạch hủy diệt của đại thiên thế giới của thiên nhân tộc. Nào ngờ, cho dù ba người đã được bút sức mạnh, nhưng vẫn không thể nào là đối thủ của thiên chúa Thấy vậy, Tiêu Viêm lại lần nữa định hy sinh để cho hai người lâm động, và Mục Trần rời đi trước, không đợi hai người phản ứng, Tiêu Viêm trực tiếp triệu hoán Viêm Chi Đế thân ra, Đế Viêm ngừng tụ mà thành đế thân, tản mắt ra hỏa diễm đáng sợ, biển lửa bắt đầu tun về phía Ma Hải, hỏa hải cùng Ma Hải chạm nhau, thương không chi địa run lên, sau đó hắc ám chi lực của Ma Hải mạnh hơn Đế Viêm, cho dù là tiên viêm chi lực vào lúc này phát, cũng không cách nào công phá Ma Hải thôn phệ, sau đó hỏa hải và Viêm Đế đều bị Ma Hải cắn nuốt hầu như không còn, hỏa viêm quang mang tiêu tán, lưu lại Ma Hải tiếp tục chảy xối bốn phía. Lâm động che thương thế trên người, lúc này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thân thể Mục Trần cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn. Bất quá lực lượng của bọn họ ở trước mặt giới ngoại thiên chúa, quả thực chính là lấy trứng trọi đá. Tiếp theo bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Sẽ như thế nào ứng đối trận chiến đấu này? Nếu như bọn họ triệt để bại, như vậy đại thiên thế giới sẽ có một hồi hạo kiếp, cái hạo kiếp này chính là không cách nào kháng cự. Ngay khi Lâm động và Mục Trần đang nghĩ biện pháp, viêm đế thân trong Ma Hải vẫn không tiêu tán, tiêu viêm vẫn đứng ở giữa bởi vì lúc này trong người viêm chi đế chảy xuôi một loại lực lượng khác chính là lực lượng phần quyết tiêu viêm thúc giục phần quyết công pháp không nghĩ tới thật có thể chống đỡ lực lượng ma hải hắc ám hôm nay phần quyết công pháp đạt tới thái cổ giai đỉnh cấp phẩm giai đạt tới đấu kỹ công pháp trí cao ở hướng lên trên cũng không biết là đẳng cấp gì bất quá lúc trước nghe thánh tiên tri chủ nói trên đấu kỹ chính là thần kỹ như vậy phần quyết phẩm giai có thể chuyển biến thành thần kỹ công pháp hay không phần quyết lai lịch phi thường thần bí hơn nữa lúc trước phần quyết vậy mà mở ra phần quyết không gian hơn nữa trong không gian còn có phần lão vị phần lão này thực lực rất mạnh cường đại đến ngay cả hắn đều không thể cảm giác cấp độ giờ phút này tiêu viêm lại tiến vào trong phần quyết không gian theo tiêu viêm xuất hiện phần lão cũng xuất hiện bên cạnh hắn nhìn thấy lão giả xuất hiện tiêu viêm chắp tay chào hỏi phần lão tiểu hữu xem ra người gặp phải đối thủ rất cường đại phần lão mỉm cười nói đối với cường giả tiêu viêm gặp phải có lẽ căn bản không lọt vào mắt phần lão tiêu viêm vẻ mặt bất đắc dĩ hai lần cùng giới ngoại thiên chúa chi chiến vậy mà đều lâm vào nguy cơ sau đó mở miệng nói phần lão người này đến từ đẳng cấp thứ hai thế giới cường giả hôm nay thực lực của ta tấn thăng đại chúa tể nhưng là như cũ không phải đối thủ của đối phương đối phương thi triển ra lực lượng đủ để có thể so sánh mạnh nhất chúa tể ta tự hồ vẫn như cũng không cách nào chiến thắng hắn phần lão mỉm cười nói ha ha quả thật đối với ngươi mà nói hắn vừa mới thi triển lực lượng không phải ngươi có thể đối kháng hắn có ma tượng hóa ma ngục chính là là ma kỹ thứ ba trong ma tượng có lực lượng hắc ám lấy thực lực ngươi bây giờ không thể đánh bại Thực lực đại chúa tể của Tiêu Viêm phối hợp với Đế Viêm dung hợp Thánh Quang Tiên Viêm, vẫn không thể hữu hiệu với nó, bất quá hắn cuối cùng thi triển Phần Quyết, lại có thể làm cho mình thoát ly thôn phệ của Ma Hải, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy Phần Quyết càng không đơn giản, "Phần lão, ngươi chính là Phần Quyết chi linh, Phần Quyết này có bí mật gì ta không biết hay không?" Phần Quyết lực lượng dĩ nhiên có thể chống cự lực lượng hắc ám, Tiểu Hữu xem ra cũng là phát hiện cái gì, "Được rồi, đã như vậy, ta liền đem một ít bí mật của PH Quyết nói cho ngươi biết." Tiêu Viêm thấy thế, trực tiếp vảnh tai, chờ phần lão nói tiếp, ngươi vừa mới thôi động phần quyết lực, tránh được ma hải thôn phệ, là bởi vì phần quyết không chỉ là phần quyết, nó còn có một cỗ lực lượng kỳ lạ, lực lượng này có thể chống cự tất cả thuộc tính lực lượng khác, ngươi cho rằng, phần quyết chỉ có công dụng dung hợp tất cả hỏa diễm, nó còn có công năng cường đại khác, nghe đến đó, Tiêu Viêm giật mình, phần quyết công pháp còn có công năng cường đại khác, lúc trước ngươi ở Thánh Tiên chi chủ đã nghe nói qua, mỗi một đạo thần hỏa bên trong đều có một đạo thần kỹ, mà phần quyết cũng là như thế, lúc này vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên càng thêm giật mình, đối với phần quyết càng thêm tò mò hơn nữa phần lão ngay cả lúc trước mình cùng thánh tiên tri chủ nói chuyện đều rõ ràng xem ra phần quyết chi linh vào lúc đó cũng đã tồn tại hiện tại đối với phần quyết tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc tại ngươi biết được một phần thời điểm sẽ có càng nhiều bí mật hiện lên phần lão ngươi nói phần quyết công pháp còn có thần kỹ tiêu viêm dùng ánh mắt không tin nhìn phần lão đúng vậy phần lão lập tức trả lời cũng không phủ nhận nói tiếp trong phần quyết tồn tại một đạo thần kỹ kỳ lạ tên là phần thần quyết sau đó ngón giữa phần lão cong lại bắn ra một đạo điểm sáng tiến vào mi tâm tiêu viêm một chuỗi tin tức hiện lên trong đầu tiêu viêm phần thần quyết chính là một đạo thần kỹ về phần là thần kỹ đẳng cấp gì cũng không có nói rõ phần thần quyết chia làm ba quyết quyết định thứ nhất có thể tách ra hỏa diễm bản thân đã có nhiều nhất có thể tách ra ba đạo hỏa diễm bản thân lực lượng hỏa diễm này không thay đổi nói đơn giản một chút chính là đế viêm tách ra đế viêm là hai đạo đế viêm mà lực lượng đế viêm bị tách ra này không thay đổi nếu như thành công tách ra như vậy có thể sử dụng quyết thứ hai đem đế viêm tách ra này tiến hành dung hợp mà trung tướng đế viêm dung hợp ra sẽ tồn tại lực lượng phân thần so với lúc trước dung hợp hỏa diễm lực lượng sẽ để cao gấp mấy lần bất quá hiện giờ thực lực của tiêu viêm chỉ có thể tách ra một đạo đế viêm tách ra hai đạo đế viêm còn cần một ít thời gian quyết thứ ba này cũng không có tin tức cho nên tiêu viêm cũng không biết quyết thứ ba đến tột cùng có hiệu quả cường đại gì sau khi hiểu rõ phần thần quyết tiêu viêm càng bất ngờ với phần quyết thật không ngờ đạo thần kỹ này có ba loại kỹ năng thần kỹ bình thường chỉ có một loại kỹ năng thần kỹ trong phần quyết này có ba loại kỹ năng đủ để nói rõ chỗ cường đại của phần quyết phần lão tu luyện thần kỹ không phải phải nhập vào thần trích mới có thể tu luyện sao tiêu viêm hỏi ha <laughs> ha, quả thật đại bộ phận thần kỹ đều cần thần trích mới có thể tu luyện, nếu không bị thần kỹ chi lực cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc, bất quá, bởi vì phần quyết bắt đầu liền lựa chọn ngươi, cho nên phần thần quyết thần kỹ ngươi có thể tu luyện, đây chính là đạo thần kỹ phần thần quyết này đặc thù, tiểu hữu, hiện tại đã biết kỹ năng của đạo thần kỹ này, ta sẽ truyền tống phần thần quyết cho ngươi, thần kỹ truyền thẳng vào trong cơ thể tiêu viêm, sau đó tiêu viêm ở trong phần quyết không gian bắt đầu luyện tập thần kỹ cao cấp hơn đấu kỹ thần kỹ này đối với thế giới lực của bản thân yêu cầu rất cao nếu như bây giờ mình không phải đại chúa tể chỉ sợ ngay cả tư cách tu tập thần kỹ cũng không có hơn, nữa coi như là đại chúa tể, tu luyện phần thần quyết, lấy thực lực hiện tại cũng chỉ có thể thi triển một lần, tiêu viêm ngồi xếp bằng, vẫn chuyển phần thần quyết trong cơ thể, trong lòng bắt đầu mặc niệm, quyết thứ nhất chia lìa đế viêm, đế viêm xuất hiện quanh thân tiêu viêm, hỏa viêm rực rỡ bộc phát ra lực lượng khủng bố kinh người, dưới đạo hỏa viêm này, tất cả mọi thứ đều bị thiêu hủy hầu như không còn muốn chia lìa đế viêm thì cần thúc giục phần quyết chi lực theo phần quyết chi lực vận chuyển đế viêm giữa hai tay tiêu viêm khẽ run lên thế giới chi lực cùng với phần quyết chi lực hai loại lực lượng quán thâu vào trong đế viêm sau đó, Tiêu Viêm bắt đầu đem hai tay kéo ra, nhưng là lúc này, giống như là bị một cỗ lực càn cường đại, không cách nào đem Đế Viêm chia lìa. Phần lão thấy Tiêu Viêm nóng lòng cầu thành, liền ở một bên nhắc nhở: "Ha ha, muốn lĩnh ngộ phần thần quyết là không thể nào." Nghe Phần lão nhắc nhở, tâm tình vốn vội vàng của Tiêu Viêm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Sau đó, Tiêu Viêm vững vàng vận chuyển thế giới lực cùng với phần quyết lực trong cơ thể, mà Đế Viêm lúc này vốn không thể phân ly, lại có dấu hiệu chia lìa. Thấy thế, Tiêu Viêm có chút hưng phấn. Bắt đầu tinh chuẩn nắm chắc tỷ lệ cân bằng giữa lực thế giới và lực phần quyết, dưới sự khẩn trương mồ hôi như mưa trên chán tiêu viêm, ước chừng tốn khoảng một giờ, rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ thành công quyết thứ nhất của phần thần quyết, rốt cục đem đế viêm tách ra đến một đạo. Bất quá sau khi tách ra, thế giới lực trong cơ thể tiêu viêm đã cấp tốc tiêu hao hơn phân nửa, xem ra thi triển thần kỹ bậc này, lấy đại chúa thể thực lực tiêu viêm mà nói vẫn là phi thường không dễ dàng. Hơn nữa kế tiếp còn muốn lợi dụng thế giới lực còn lại, đến dung hợp hai đạo đế viêm chỉ có trượt để dung hợp thành công mới có thể sinh ra có được phân thần lực lượng, cho nên kế tiếp bắt đầu lĩnh ngộ quyết thứ hai dung hợp, lúc này, trên hai tay Tiêu Viêm có hai đạo đế viêm chi hỏa, uy lực cường đại như nhau, loại chi lực này tựa hồ không giống như là phân thân, quả thực chính là đế viêm giống nhau như đúc, coi như là hai đạo đế viêm, cũng có thể làm cho thực lực của Tiêu Viêm tăng lên gấp đôi, đế viêm dung hợp, Tiêu Viêm lúc này đem hai tay hướng vào bên trong đè ép, trong nháy mắt đế viêm đụng nhau, dĩ nhiên bắt đầu cấp tốc bài xích, đế viêm vốn là đế vương trong vạn hỏa, hiện giờ xuất hiện hai cái hỏa viêm đồng dạng đều là đế vương muốn dung hợp nói dễ vậy sao bất quá tiêu viêm vô luận như thế nào cũng phải đem hai đạo đế viêm hoàn toàn dung hợp sinh ra đế viêm mạnh hơn lúc này đây dung hợp nhất định phải thành công nếu như không thành công như vậy đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn bị ngoại thiên chúa hủy diện người bên cạnh mình cũng là chết đi một cỗ cảm giác cực kỳ kỳ diêu từ trong cơ thể bắt đầu hướng mi tâm của tiêu viêm hội tụ một màn kinh ngạc này làm tiêu viêm đều có chút nghi hoặc giật mình bất quá tiêu viêm không có thời gian suy nghĩ chỉ cần có thể đem hai đạo đế viêm thành công dung hợp mới là chuyện trọng yếu trước mắt phải làm loại cảm giác kỳ diệu này không ngừng chảy xuôi trong cơ thể tiêu viêm cuối cùng ngưng tụ ở mi tâm, mà sau một khắc, mi tâm Tiêu Viêm lại xuất hiện một đạo hỏa diễm ấn ký, tại một khắc hỏa diễm ấn ký xuất hiện, Tiêu Viêm rất thuận lợi đem hai đạo đế viêm dung hợp cùng một chỗ, điều này có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ được phần quyết thứ hai, làm cho phần lão ở một bên cũng hơi kinh hãi, vị tiểu hữu này không đơn giản, đối với trình độ hỏa diễm lại đạt tới ý cảnh kia, hỏa diễm ấn ký này vừa ra, sợ là vị tiểu hữu này đã chạm tới ngưỡng cửa ý cảnh kia, phần lão nhìn hắc sắc hỏa diễm ấn ký ở mi tâm Tiêu Viêm, có chút hài lòng gật đầu, đối với biểu hiện của Tiêu Viêm cực kỳ hài lòng trong nháy mắt tiêu viêm hoàn toàn dung hợp hai đạo đế viêm đế viêm bộc phát ra uy lực khủng bố trước nay chưa từng có hơn nữa trong lực lượng khủng bố này còn có một đạo lực lượng kỳ lạ cỗ lực lượng kỳ lạ này chính là phần thần lực phần thần chi lực có thể quét sạch đối kháng hết thảy thế gian năng lượng bao gồm cả hắc ám chi lực cũng là như thế bởi vậy có thể thấy được hiện tại đế viêm đã không phải là lúc trước đế viêm trải qua sự thúc giục của phần thần quyết uy lực đế viêm vô cùng khủng bố nhưng là so với trạng thái bình thường của đế viêm càng là cường đại đến mấy lần hơn nữa trong đó ẩn chứa lực lượng có thể so với lực lượng chúa tể mạnh nhất có cỗ năng lượng cường đại trước nay chưa từng có này tiêu viêm lập tức có lòng tin thiên chúa bên ngoài hạ giới chỉ sợ cho dù có được lực lượng hắc ám vô tận ở trước mặt lực lượng phân thần hết thảy đều phải hoa hóa thành hư vô phần lão nhìn thấy tiêu viêm đã thành công cũng bảo tiêu viêm nhanh giải quyết chuyện bên ngoài bởi vì vừa rồi Lâm Động và Mục Trần cũng dự định hy sinh lần nữa để đối kháng với ám hắc ma mục của giới ngoại thiên chúa, nhưng trước lực hắc ám, Lâm Động và Mục Trần thi triển tất cả chiêu thức ác chủ bài, đều không thể tạo thành một tia thương tổn, xem ra chúng ta lại muốn bại, Tiêu đã hy sinh, chúng ta cũng không thể sợ chết, nếu ba người chúng ta đều là đại thiên thủ hộ giả, như vậy liều chết cũng phải thủ hộ đến cuối cùng lâm động mục trần liếc nhau sau đó thúc giục lực lượng cuối cùng cùng địch nhân cá chết lưới rách bọn họ cũng không tin thiêu đốt sinh mệnh lực của bọn họ sẽ không tạo thương tổn nhất định đối với ám hắc ma ngục bất quá ngay khi hai người đem sinh mệnh lực thiêu đốt muốn cực hạn một cỗ khí tức quen thuộc khiến bọn họ từ trong ma hải phát ra sau đó dưới ánh mắt chăm chú của hai người bên trong ma hải có biển lửa rực rỡ bắt đầu nuốt chừng từ trong ra ngoài rất nhanh biển lửa rực rỡ thiêu hủy ma hải mà bọn họ không thể công phá trong nháy mắt hầu như không còn biến cỗ đột ngột này lâm động và mục trần đều nhìn thấy sau khi biển lửa nuốt chừng ma hải biển lửa dần dần tiêu tán một thân ảnh áo bào đen gầy gò xuất hiện trong tầm mắt bọn họ lâm động mục trần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này lập tức mặt mày hấn hở vội vàng lướt tới bên cạnh tiêu viêm nói tiêu huynh người chưa chết thật sự là quá tốt tiêu viêm nhìn thương thế trên người hai người từ trong nạp giới lấy ra hai viên tiên phẩm đan dược sau đó mở miệng nói Hai người các ngươi ăn vào đan dược chữa thương trước, kế tiếp giao cho ta đi." Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, hai người đều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tiêu Viêm không biết lực lượng của Ám Hắc Ma sao? Một người đi chiến chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ba người liên thủ còn có cơ hội đối kháng, Lâm Động vừa định nói gì đó, lại bị Mục Trần ngăn lại nói, "Tiêu Viêm huynh hẳn là có biện pháp của hắn." Ma Hải vừa trong nháy mắt bị biển lửa thiêu đốt hầu như không còn, ta liền cảm giác được trong cơ thể Tiêu Viêm huynh lúc này, khẳng định đã xảy ra thay đổi, hơn nữa năng lượng đế viêm vừa rồi so với trước kia cường đại hơn mấy lần. Nghe vậy, Lâm Động cũng cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Viêm quả quả thật không giống lúc trước ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía ám hắc mà một cách đó không xa trầm giọng nói giới ngoại thiên chúa ngươi xâm lấn đại thiên ta còn muốn cấp lấy thương khung chi tâm để hủy diệt đại thiên hôm nay viêm đế tiêu viêm ta sẽ chệt để đánh chết ngươi bất quá giới ngoại thiên chủ thanh âm từ trong mắt hắc ám ma truyền ra không nghĩ tới ngươi lại không có ngã xuống hơn nữa còn công phá ma hải của ta ngươi đến tột cùng làm cái gì giới ngoại thiên chúa cũng không nghĩ tới còn có người có thể ở trong ma hải của hắn sống sót hơn nữa còn đem ma hải của mình cho đốt cháy hầu như không còn thật sự là khó có thể tin chịu chết đi giới ngoại thiên chúa, nói xong, Tiêu Viêm liền triệu hoán Đế Viêm, ra lơ lửng giữa hai tay, năng lượng khủng bố không ngừng phóng ra ngoài, tay trái thôi động thế giới chi lực, tay phải thui động phần quyết chi lực, hai cỗ lực lượng bất đồng đối với Đế Viêm không ngừng rót vào, Lâm Động và Mục Trần không rõ Tiêu Viêm chuẩn bị làm gì, nhưng xem ra tiếp theo đây, Tiêu Viêm sẽ thi triển chiêu thức có thể hủy diệt ám hắc ma ngục, hai người Lâm Động Mục Trần cũng rất muốn biết Tiêu Viêm sẽ thi triển ra lực lượng khủng bố gì, trong lòng có chút chờ mong, Hừ, giả thần giả quỷ, nếu Ma Hải đều không thể đánh bại ngươi, như vậy sẽ cho ngươi nếm thử chiêu thức mạnh nhất của Ám Hắc Ma Ngục. Giới Ngoại Thiên chủ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng đối với công kích vừa rồi của Tiêu Viêm rất là kiêng kỵ, bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ lực lượng khiến Hắc Ám cũng không thể nuốt chừng lực lượng thần bí, bất quá, cho dù như vậy, Giới Ngoại Thiên Chúa cũng chỉ có thể thi triển ra Ám Hắc Ma Ngục cuối cùng, để triệt để đánh chết Tiêu Viêm. Hắc Ám Đại Đế xin ban cho ta Ma Mục chi nguyên giờ phút này ám hắc ma mục bắt đầu nhắm mắt lại theo ma mục nhắm lại vậy mà biến mất ở trong bóng tối nhưng là có thể cảm giác được tại đây toàn bộ thương khung chi địa vô tận ám hắc lực trở nên càng thêm nồng đậm hai người lâm động mục trần thúc đẩy lực lượng thế giới trong cơ thể bắt đầu đối kháng với lực lượng hắc ám bốn phía nhưng lần này lực lượng hắc ám đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ ngay cả hai người bọn họ cũng không đối kháng được bao lâu mà lúc này đây lâm động cùng mục trần mới phát hiện thực lực của mình cùng giới ngoại thiên chúa tranh lệch quá lớn cho nên hiện tại đều không kiên trì được lực lượng hắc ám như vậy. Ha ha ha, cho ngươi nếm thử lực lượng đáng sợ của cự đồng nguyên, thanh âm của giới ngoại thiên chúa vang lên khắp trời cao, hoặc là nói, lúc này trời cao đất cao, biến thành một con cự đồng, đem ba người tiêu viêm vô hình tiến vào trong cực đồng nguyên, nơi này sớm đã không phải thương khung chi địa, mà là không gian hắc ám chi nguyên, trong đó mỗi một góc đều tràn ngập vô cùng mênh mông hắc ám bản nguyên, tại trước mặt cường đại hắc ám bản nguyên, thế giới lực điều triệt để bị tiêu hóa thành hắc ám bản nguyên không tốt, thế giới lực của chúng ta đang dần dần biến thành hắc ám bản nguyên, nếu như triệt để chuyển biến thành hắc ám bản nguyên, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở tại hắc ám bản nguyên, Mục Trần hai người phát hiện trong cơ thể biến hóa, thanh âm có chút dồn dập, mà Tiêu Viêm bên này, thi triển ra phần thần quyết, đã đem đế viêm tách ra hai đạo, đồng thời đang lợi dụng quyết thứ hai dung hợp, đem hai đạo đế viêm dần dần dung hợp, ở thời điểm Tiêu Viêm dung hợp đế viêm đến một nửa, mi tâm lại xuất hiện ấn ký màu trắng hỏa diễm theo hỏa diễm ấn ký xuất hiện rất nhanh liền đem hai đạo đế viêm hoàn toàn dung hợp hoàn mỹ trong nháy mắt có một cỗ lực lượng cường đại đủ để cùng hắc ám bản nguyên đối kháng sinh ra sau khi dung hợp đế viêm trong đó có được phần thần lực cũng chính là cỗ phần thần lực này mới có lực lượng đối kháng ám hắc bổn nguyên đế viêm bầu phát ra hỏa viêm chi năng kinh người chiếu sáng hắc ám vô tận bất quá tiêu viêm cũng không có ý định công kích ngay sau đó nạp toàn bộ đế viêm vào trong cơ thể bản thân chuẩn bị thi triển ra ác chủ bài mạnh nhất của mình viêm thần tiêu viêm lấy bản thân làm lò đế viêm hóa thành hỏa văn ngưng kết thành hoa sen rực rỡ, lúc hoa sen nở rộ, từ đó thay né ra một đạo hòa ảnh ba thước, khi hòa ảnh sinh ra, nhiệt độ trong không gian ám hắc chi nguyên bắt đầu cấp tốc tăng cao, quang mang hỏa viêm hoàn toàn chiếu sáng không gian ám hắc chi nguyên này, bất quá Tiêu Viêm sớm đã phát hiện, ở trên đỉnh hắc ám chi nguyên, chính là chỗ trốn của giới ngoại thiên chúa, chiêu này ta gọi là hủy diệt viêm thần, sau khi Tiêu Viêm chậm rãi phun ra mấy chữ này, hỏa ảnh trong hoa sen lập tức bắn ra, có thể so với tốc độ như sao băng, bay đến chỗ trốn của thiên chúa, nhìn hủy diệt viêm thần cấp tốc lao tới, giới ngoại thiên chúa liền không tin chính mình, cự nguyên đồng sẽ chống không lại hỏa diễm. Giới ngoại thiên chúa biểu tình có chút dữ tợn, bất quá cự nguyên đồng lực lượng, xác thực phi thường cường đại, đem toàn bộ thương khung chi địa đều biến thành hắc ám chi nguyên, ở trong đó hắc ám bản nguyên càng là làm người ta run sợ, trong cơ thể lâm động và mục trần, có một nửa bị ám hắc bản nguyên nhập thể, nuốt chửng thế giới lực hầu như không còn, cực nguyên đồng, lúc này tất cả lực lượng trong hắc ám chi nguyên đều oanh kích hủy diệt viêm thần rất nhanh hai đạo lực lượng khủng bố tới cục điểm chạm vào nhau oanh theo lực lượng va chạm một đạo sóng năng lượng hủy diệt gợn sóng như sóng biển hướng toàn bộ hắc ám chi nguyên khách tán ra hủy diệt viêm thần mang theo hủy diệt chi năng tại tiếp xúc cự nguyên đồng trong nháy mắt biến ảo thành biển lửa vô tận đem toàn bộ cự nguyên đồng trong nháy mắt theo đốt lên hơn nữa tại đây hủy diệt chi năng bên trong phần thần lực theo phần thần lực phát ra cự nguyên đồng tràn ngập hắc ám chi nguyên năng lượng bắt đầu nhỏ đi tựa hồ ngay cả hắc ám chi nguyên cũng bắt đầu ở phần thần lực phát ra dần dần tan tác xuống một màn này để cho giới ngoại thiên chúa không cách nào tin tưởng Cự Nguyên Đồng này chính là ma kỹ thứ ba trong ma tượng, uy lực có thể so với chúa tể mạnh nhất, nhưng là cho dù như thế, giờ phút này Tiêu Viêm bộc phát ra hỏa năng, càng là có hủy diệt chi khí, tất cả kỹ năng sao, ở trước mặt hủy diệt viêm thần đều là phí công vô ích, đáng chết, đây là lực lượng gì? Dĩ nhiên có thể làm cho Hắc Ám Chi Nguyên đều không cách nào đem đánh bại, giới ngoại thiên chúa giờ phút này biểu tình tràn ngập thần sắc khó có thể tin, cùng với không muốn tin tưởng chính mình, cuối cùng lại bại ở một vị đại chúa tể thực lực hạ đẳng phá cho ta, chết tiệt, cự nguyên đồng bắt đầu phát ra thanh âm, làm như mất đi lý trí, giờ khắc này, ở trong đầu của hắn chỉ có một niệm tưởng, chính là giết chết tiêu viêm, cho nên hắn lại bắt đầu đem ám hắc chi nguyên lần nữa ngưng tụ thành cự nhãn, bất quá cho dù dưới ngoại thiên chúa lần nữa thi triển ra cự nguyên đồng ma kỹ, nhưng vẫn là bị hủy diệt viêm thần bên trong phần thần lực tinh lọc, tất cả lực lượng ở phần thần lực trước mặt đều là khó coi, hủy diệt viêm thần rằng có một lát với cự nguyên đồng, hỏa viêm rực rỡ trong biển lửa trở nên vô cụ bá đạo, chùm sáng màu vàng trong biển lửa một đạo tiếp theo một đạo phát ra trên cự nguyên đồng cự nguyên đồng rốt cuộc không chịu nổi cỗ lực lượng này cuối cùng cự nguyên đồng trở nên hư ảo sau đó có thể nhìn thấy toàn bộ cự nguyên đồng có vô số vết nứt nương theo một tiếng răng rác vỡ vụn ra hóa thành tinh quang rơi vào trong bóng tối vô tận lâm động và mục trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm nguyên bản ám hắc chi nguyên đã tinh lọc thành công hơn phân nửa thế giới lực trong cơ thể bọn họ thành ám hắc chi lực nhưng khi tiêu viêm đánh tan cự nguyên đồng thế giới lực của bọn họ lại khôi phục trạng thái bình thường hai người bắt đầu há to miệng thờ hồn hển vừa mới cùng hắc ám chi nguyên đối kháng đã duy trì liên tục một đoạn thời gian, tiêu hao đại lượng thể lực, tiêu huynh thắng chưa, lâm động mục trần hai người nhìn về phía chiến trường xa xa, nơi đó chỉ có vô tận biển lửa rực rỡ còn đang bốc lên, cùng với giới ngoại thiên chúa ở trong biển lửa vây quanh, giới ngoại thiên chúa dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tiêu viêm, khuôn mặt không hề nhìn ra đắc ý vừa rồi, chỉ có biểu tình rất khó coi giữ tợn, ma tượng thứ ba ma kỹ cũng không cách nào đánh bại ngươi, chẳng lẽ ta bản thiên chúa cứ như vậy thua ở hạ đẳng thế giới sao? Ta không cam lòng, ta thiên nhân tộc không muốn bại, ngươi đã thắng ta, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng, nói xong giới ngoại thiên chúa bộc phát năng lượng vô cùng kinh người tiêu viêm chính là phát hiện đối phương muốn tự bạo một vị đại chúa tể cường giả sau khi tự bạo lực lượng đủ để hủy diệt một cái thế giới bất quá tiêu viêm cũng sẽ không để cho đối phương tự bạo biển lửa rực rỡ hủy diệt viêm thần điên cuồng phun trào tạo thành lồng phòng ngự vô kiên bất tồi chặt chẽ vây quanh thiên chúa muốn tự bạo lại nhìn bốn phía biển lửa giới ngoại thiên chúa hai mắt đỏ bừng một cỗ lực lượng cường đại lại đặc thù hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này chính là phần thần lực lượng dưới ngoại thiên chủ thân thể như trước bành chứng đến cực hạn sau một khắc thân thể trực tiếp nương theo tiếng nổ tung vang lên triệt để nổ tung ra cường đại tự bạo năng lượng trùng kích ở trong biển lửa bất quá lúc này đây trong biển lửa phần thần lực mạnh mẽ đem đại chúa tể cường giả tự bạ đạo lực lượng thiêu đốt hầu như không còn cuối cùng ngay cả linh hồn của giới ngoại thiên chúa đều bị hủy diệt thủ lĩnh thiên nhân tộc giới ngoại thiên chúa đã ngã xuống rốt cục đánh bại vị giới ngoại thiên chúa này tiêu viêm như chút được cánh nặng biển lửa tiêu tán thân thể bị rút sạch cực kỳ suy yếu xem ra phần thần quyết vừa mới thi triển, làm cho tiêu viêm có chút chịu không nổi. Bất quá tiêu viêm lại là ăn vào tiên phẩm đan dược, đan dược dược hiệu cũng bắt đầu xảy ra hiệu quả, thế nhưng, tiêu hào thật sự quá lớn, muốn trong khoảng thời gian gian ngắn hoàn toàn khôi phục, đó là không thể nào, trừ phi có đan dược cao cấp hơn. Hôm nay tiêu viêm luyện dược thuật chỉ có thể luyện chế ra tiên tri lục phẩm đan dược, trận chiến đấu liên quan đến đại thiên thế giới này, rốt cục đã kết thúc trong tay tiêu viêm, giờ khắc này thắng lợi, về sau vĩnh viễn ở thiên nguyên giới, trong đại giới lưu truyền truyền khắp thế giới mỗi một góc, đẳng cấp thứ ba thế giới viêm đế tiêu viêm đánh chết đẳng cấp cấp thứ hai thế giới thiên chúa oanh động toàn bộ thiên nguyên giới sau đó thương khung chi địa khôi phục bình thường tất cả hắc ám chi nguyên tiêu tán bất quá lúc này tiêu viêm chính là phát hiện cách đó không xa có một viên thủy tinh màu trắng đang lơi lửng trong không gian lâm động vào mục trần nhìn tiêu viêm tài lanh lẩm bẩm nói là thương khung chi tâm của tiểu thiên thế giới tiêu viêm thuấn di trực tiếp xuất hiện bên cạnh thương khung chi tâm sau đó lấy tay nhẹ nhàng bắt lấy có thể cảm nhận được bản nguyên thế giới chuyển ra từ thương khung chi tâm này vô cùng cường đại nhưng là hiện tại nhìn kỹ liền là phát hiện viên thương khung chi tâm dĩ nhiên chỉ có một nửa đây là tình huống gì ba người có chút nghi hoặc lúc này lại đi tới thương khung chi tâm của đại thiên thế giới lúc này là nhìn xuống đấy của đại thiên thế giới ở dưới đấy dĩ nhiên cũng chỉ có một nửa thương khung chi tâm ba người bắt đầu suy tư bất quá không đợi ba người tìm được đáp án nửa viên thương không chi tâm cùng đại thiên thế giới nửa viên thương khung chi tâm trong tay tiêu viêm đột nhiên phát ra run rẩy trực tiếp từ bàn tay tiêu viêm bay ra Giống như nam châm, hai viên Thương Khung Chi Tâm đột nhiên trong nháy mắt hút vào nhau, sau khi Thương Khung Chi Tâm va chạm, một đạo quang mang thần bí bộc phát ra gợn sóng, truyền tới toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, thậm chí loại gợn sóng này cũng truyền vào hư vô của tiểu thiên thế giới đã bị hủy diệt, hai viên Thương Khung Chi Tâm hợp thể về sau, toàn bộ Đại Thiên Thế Giới càng là tràn ngập bừng bừng sinh cơ, liền ngay cả đã tiểu thiên thế giới đã bị hủy diệt, cũng bắt đầu xây dựng khôi phục nguyên bản thế giới, ba người Tiêu Viêm lập tức phát hiện ra vấn đề, trước đó đã nghe nói Đại Thiên Thế Giới cùng tiểu thiên thế giới là cùng một đại thế giới hôm nay xem ra thật sự là như thế ba người lơ lửng trên trời cao lúc này theo tiểu thiên thế giới dần dần khôi phục thế giới sinh linh chi khí cũng bắt đầu khôi phục đấu khí linh lực thế giới chi lực đang vượt quá tưởng tượng trở nên nồng đậm hơn nữa thông đạo thế giới vốn liên kết với đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thiết kế cũng bắt đầu trở nên hư hóa cho đến khi biến mất mà làm người ta càng thêm giật mình chính là tiểu thiên thế giới đang cùng đại thiên thế giới triệt để tương dung một cái thế giới mới đang sinh ra bất quá không bao lâu nữa thế giới sẽ hoàn toàn khôi phục hình dạng thế giới lúc ban đầu đạt tới thời kỳ cường thịnh, mà hình dạng ban đầu của đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, cái tên mới của đại thế giới này chính là thiên nguyên giới. Lúc này, vô số cường giả đại thiên thế giới đều cảm nhận được, đấu khí, linh lực trong thế giới đều trở nên vô cùng nồng đậm, hơn nữa, đang dùng tốc độ cực nhanh đang tăng lên, dựa theo tài nguyên nồng đậm như vậy, không bao lâu nữa, thế giới hoàn toàn mới này, sẽ đưa tới rất nhiều siêu cấp cường giả, cùng với chú tể giả, chuyện gì xảy ra, cường giả trong đại thiên cung chính là phát hiện đại thiên thế giới biến hóa, hơn nữa lấy một cái tốc độ cực nhanh, đang thay đổi thời đại, đại thiên thế giới có lẽ ở sau đó không còn tồn tại, bởi vì đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới bắt đầu khôi phục, thành nguyên lai chân chính hình dạng, thiên nguyên giới bắt đầu một lần nữa sinh ra, thế giới của chúng ta đang phát sinh cải biến, mọi người có chút khiếp sợ, thế giới phát sinh cải biến, thuận tiện cho người tu luyện mà nói là một chuyện tốt, bởi vì sự thay đổi này có thể mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các sinh vật trên thế giới này, ta cảm giác được lúc này thế giới linh lực càng ngày càng nồng đậm, còn có thế giới ý chí đó là thế giới chi lực, thế giới lực tự hồ trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa phi thường cường đại, Tiêu Huyền, bất tử chi chủ thanh sam kiếm thánh cùng với tần thiên những thứ này đều là nửa bước chúa tể cảnh hôm nay đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đang tương dung dần dần sinh ra tân đại giới đại giới ý chí có thể phi thường cường đại so với chỉ riêng đại thiên thế giới ý chí mạnh hơn mấy chục lần không bao lâu nữa hai thế giới này sẽ dung hợp thành một thể cũng là đại giới hoàn toàn mới, thương không chi tâm hoàn chỉnh quả nhiên lợi hại lại, có kỹ năng như thế, không hổ là vật trung tâm của thế giới, Lâm Động cảm nhận được trong thế giới tràn ngập sinh cơ, nhất thời cực kỳ vui vẻ, trải qua khoảng thời gian này, rốt cục cũng diệt trở hoàn toàn toàn thế lực của thiên nhân tộc, ba người thật là vui mừng, bọn họ đem hết toàn lực, cuối cùng rốt cục thủ hộ được thế giới của mình, đây chính là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của cường giả đỉnh phong chân chính, không sợ sinh tử, cho nên bọn họ có thể trở thành người thủ hộ của thế giới, lúc này cự thụ trở nên càng thêm khổng lồ mỗi một phiến lá cây đều là đại giới sinh mệnh, tiêu viêm ba người tin tưởng, thế giới của bọn họ, đang dần dần thay đổi, về sau sẽ có càng nhiều cường giả sinh ra, coi như là sinh ra chúa tể cũng sẽ không có khó khăn, ba người cũng nói chuyện một phen, đối với lực lượng tiêu viêm vừa thi triển, lâm động mục trần hai người đều có chút cả kinh, bởi vì cỗ lực lượng này, đủ để hủy diệt tất cả. Tiêu huynh, ngươi vừa thi triển công pháp gì mà có thể tách đế viêm ra như đúc, hơn nữa sau khi dung hợp lại, lại có thể đạt tới lực lượng khủng bố trước nay chưa từng có, lâm động mục trần bội phục hỏi, cho dù là hai người bọn họ cũng không thể chống lại hủy diệt viêm thần mà tiêu viêm vừa thi triển có thể nói lúc này thực lực của tiêu viêm tạm thời vượt qua lâm động và mục trần nghe vậy tiêu viêm chính là nói ra nguyên nhân cười nói vừa rồi ta thi triển chính là một đạo thần kỹ tên là phần thần quyết lời này vừa nói ra hai người lâm động mục trần lại càng giật mình phần thần quyết nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của hai người tiêu viêm tiếp tục nói thần kỹ chính là kỹ năng chiến đấu kỹ có thể nói đó là thần chi kỹ năng chỉ có thần mới có thể tu luyện ta bây giờ có thể tu luyện đó là bởi vì ta tu luyện phần thần quyết có trong phần quyết thu được, bởi vì phần quyết nhận ta làm chủ, cho nên có thể miễn cưỡng tu luyện thần kỹ, không bị thần kỹ cán trả, vừa rồi ta cũng là lần đầu tiên thi triển. Hai người sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ nói, ha ha, tiêu huynh quả nhiên rất cao minh, tiêu viêm mỉm cười nói, lâm huynh cùng mục trần, các ngươi ngày sau cũng sẽ đạt tới trình độ càng mạnh hơn, lúc này đây, ba người chúng ta, rốt cuộc cũng đã đánh chết giới ngoại thiên chúa, bằng không lấy lực một người của ta chỉ sợ làm không được, ba người phi thường an ý nhìn nhau cười ha hà, ba người bọn họ cuối cùng cũng về tới thế lực của mình lúc này thiên nguyên giới có viêm đế, võ tổ, mục tôn, ba vị thủ hộ giả, lần lượt giải từ nguy cơ thế giới, một tháng sau, thế giới hoàn toàn mới chân chính sinh ra, từ nay về sau, tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới hợp hai làm một, ở trong thế giới này, cường giả vô số, cá lớn nuốt cá bé, vô luận ở đại giới nào, đều sẽ tồn tại, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra càng nhiều đỉnh phong cường giả. Thiên Nguyên Giới, ba đại siêu cấp bá chủ thế lực, vô tận hỏa vực, võ cảnh, mục phủ, có thể nói là ba cái quái vật khổng lồ, đại biểu cho toàn bộ Thiên Nguyên Giới, hiện giờ rất nhiều cường giả, cùng với siêu cấp cường giả, đều là muốn gia nhập ba cái thế lực này, trở thành một thành viên trong đó, ngoại trừ ba thế lực siêu cấp bá chủ, còn có thế lực siêu cấp đỉnh phong, cùng với chủng tộc siêu cấp đỉnh phong, thế lực siêu cấp đỉnh phong hiện giờ vẫn là vạn mộ chi địa, kiếm vực, cùng với đại thiên cung, chủng tộc siêu cấp đỉnh cao chính là thái cổ ngũ tộc. Phù đồ cổ tộc, ma ha cổ tộc, thái linh cổ tộc, hắc thiên cổ tộc, và thái cổ tộc, thái cổ ngũ tộc lấy phù đồ cổ tộc cầm đầu. Năm đại tộc trưởng chính là thánh phẩm đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chúa tể cảnh cũng chỉ có nửa bước, theo thiên nguyên giới sinh ra, không bao lâu sau những siêu cấp đỉnh phong cường giả sợ là vì trở thành chúa tể mà trong thời gian một tháng này bất kể là thượng vị diện hay là hạ vị diện đại lục đều là tràn ngập vô cùng nồng đậm đấu khí cùng với linh lực đối với một ít người thiên phú đây chính là tu luyện căn bản nhất cũng là trọng yếu nhất hơn nữa hiện tại bên trong thiên nguyên giới bước vào trí tôn cảnh cường giả rất nhiều ngay cả rất trẻ tuổi thiên tài cũng sớm bước vào trí tôn cảnh thiên nguyên dưới trí tôn cảnh tương đương với hạ vị diện đấu khí đại lục đấu đế thiên huyền đại lục tổ cảnh năm đó ngũ đế phá không viêm đế tiêu viêm võ tổ lâm động thực lực cũng chỉ là một vị trí tôn cảnh cho tới bây giờ hai người bọn họ cùng với mục tôn mục trần của thiên la đại lục cùng nhau trở thành chỗ tể mạnh nhất thiên nguyên giới cũng là người thủ hộ thiên nguyên giới thiên nguyên giới vô tận hỏa vực viêm đế cung tiêu vi ngồi trên long ỉ nhìn đông đảo đệ tử hỏa vực phía dưới tỏ vẻ vô cùng vui mừng nhìn thấy hỏa vực thịnh vượng vô tận hiện giờ không thể rời khỏi công lao của vị đại vực chủ tiêu viêm này tuy rằng tiêu viêm rất ít quản lý chuyện vô tận hỏa vực nhưng trong hỏa vực vẫn phi thường có trật tự đó là bởi vì có tiêu huyền vị vực chủ này cùng với thánh vân tôn giả cùng với lãnh xương tôn giả hai vị phó vực chủ xử lý huân nhi và thải lân tuy rằng cũng rất ít quản lý chuyện trong vực nhưng các đệ tử và các trưởng lão nhìn thấy hai vị chủ mẫu này đều vô cùng cung kính kế tiếp ta có thể sẽ tiếp tục tu luyện chuyện trong trong vực vẫn là do tổ tiên tiêu huyền của ta đảm nhiệm vị trí vực chủ tiêu viêm thanh âm không phải rất lớn nhưng là phía dưới mỗi người đều là nghe được tỉ mỉ tiêu huyền thực lực nửa bước chúa tể cảnh thiên phú không kém so với tiêu viêm Hai vị này đều là người biến thái của tiêu tộc, tin tưởng rất nhanh, Tiêu Huyền sẽ tấn thăng chúa tể cảnh chân chính, trở thành chúa tể của Thiên Nguyên giới, người sau nghe Tiêu Viêm lại muốn phủi tay trưởng quỹ, trực tiếp trừng mắt liếc Tiêu Viêm một cái, mà Tiêu Viêm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, xấu hổ cười, sau đó nhìn về phía hai vị phó vực chủ, hai vị này chính là tiền thận của Vô Tận Hỏa vực, phó công chủ của Thánh Hỏa Thiên cung, mà lúc này đây thiếu chút nữa bị giới ngoại thiên chủ đánh chết, bất quá cũng may, may mà hữu kinh vô hiểm, nơi này có ta luyện chế tiên phẩm đan dược, tụ ý đan có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng cảm ứng được ý chí của thế giới, Triệu Hoán Thương khung bảng, hôm nay thực lực của các ngươi cũng đạt tới thánh phẩm đỉnh phong, có cơ hội đi đến con đường siêu thoát thánh phẩm. Thánh Vân tôn giả cùng Lãnh Xương tôn giả nhìn Tiên phẩm Đan dược, đầu tiên là có chút kích động, bất quá vẫn mãnh liệt ngăn chặn cảm xúc của mình chắp tay nói, đa tạ đại vực chủ đại nhân, tiên phẩm đan dược, vẫn là dược tiên luyện dược sư mới có thể luyện chế đan dược, hôm nay dược trần đã là một vị cấp độ dược thánh, nhưng là không nghĩ tới đã có người sớm đột phá đến dược tiên, tiểu tử kia, không nghĩ tới thuật luyện dược của ngươi đã đạt tới cảnh giới như thế, ngay cả vi sư cũng đuổi không kịp ngươi, dược lão vuốt tròm dâu của mình mỉm cười nói, Tuy rằng Dược lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng vui, mừng đệ tử của mình lại xuất sắc như vậy, làm sư phụ của đệ tử xuất sắc như vậy, làm sao có thể vui mừng chứ? Tiêu Viêm vừa nghe cười nói, "Lão sư lúc trước nếu không có ngươi dạy, đệ tử chỉ sợ cũng không cách nào thành tựu đạt bây giờ." Ha ha ha, Dược lão thì là cười ha hả, "Hôm nay chính mình cũng đã đạt Dược Thánh đỉnh phong, đang chạm đến ngưỡng cửa Dược tiên, hai thầy trò này luyện dược thuật đều là cực kỳ biến thái." hỏa vực đan tháp cùng với đan điện dưới sự kinh doanh của dược lão cùng với mấy vị lão hủ của đan tháp đã trở thành nơi luyện dược quy mô lớn nhất mạnh nhất của thiên nguyên giới đồng thời mỗi một ngày đều có rất nhiều luyện dược sư đến đây muốn gia nhập vào trong đó từ phương diện nào đó mà xem thân phận dược thánh luyện dược sư của dược lão cũng không kém viêm đế dù sao dược lão vẫn là sư phụ của viêm đế quy vọng bực này chỉ sợ đều là kinh sợ toàn bộ thiên nguyên giới mấy ngày kế tiếp tiêu viêm cùng ái thê huân nhi cùng thải lân cùng với hai hải tử của mình tiêu tiêu cùng tiêu lâm hạnh phúc dính cùng một chỗ còn cùng nhạc phụ cổ nguyên cùng trúc khôn đám người dược lão nâng cốc hỏi thanh thiên loại cảm giác này tựa hồ thật lâu cũng chưa từng có giờ phút này hưởng thụ thời gian thích ý như thế thật sự là làm cho tiêu viêm cũng không muốn đi tu luyện thật muốn một mực xa vào trong loại thời gian sung sướng này bất quá hắn thân là một vị thủ hộ giả biết mình không thể một mực xa vào sung sướng chỉ có tự thân trở nên càng thêm cường đại mới có thể thủ hộ người bên cạnh mình bởi vì thế giới rất lớn thiên nguyên giới chỉ là đẳng cấp thứ ba thế giới bây giờ bị đẳng cấp thứ hai thế lực cường đại xâm lấn hai lần hơn nữa hai lần đều là nguy cơ nếu như mình không cường đại lên chỉ sợ ngày sau lại sẽ có thế lực khác mạnh hơn xâm lấn thiên nguyên giới đến lúc đó thực lực của mình không mạnh bằng đối phương thiên nguyên giới sẽ bị hủy diệt đây chính là trách nhiệm của người thủ hộ tất cả cường giả chân chính không có tự do không chỉ có tiêu viêm còn là cảnh chủ võ cảnh lâm động cùng với phù chủ mục phủ mục trần bọn họ cũng giống như tiêu viêm vẫn muốn bảo vệ người bên cạnh bảo vệ thế giới này để cho thế giới của mình hòa bình không bị thế lực bên ngoài xâm lấn đây là ý nghĩ của ba người bọn họ nhưng ý tưởng thì ý tưởng hiện thực không hoàn mỹ như ý tưởng lúc trước chính là nghe thánh tiên tri chủ nói lên thế giới này chia làm ba cấp bậc hơn nữa ở đệ nhất đẳng cấp thế giới những tồn tại kia cơ hồ đều là đã được nhét vào trong thần liệt nếu một ngày nào đó thiên nguyên giới bị những thần kia xâm lấn coi như là tiêu viêm lâm động mục trần đều là không có biện pháp phản kháng hơn nữa thế lực ngoài giới nhiều lần xâm lấn thiên nguyên giới cùng thế lực thần bí cường đại sau lưng bọn họ thoát không được liên quan bọn họ đang âm mưu gì đó hơn nữa âm mưu rất lớn rất lớn đến tột cùng là ai thúc đẩy kế hoạch lớn như vậy một ngày nào đó nhất định phải đi đến thế giới đẳng cấp thứ nhất để tìm đáp án cho nên tiêu viêm lâm động mục trần thân là người bảo vệ thiên nguyên giới nhất định phải tăng lên thực lực mạnh hơn mới có thể bảo vệ thế giới của mình nơi núi lửa vô tận hỏa vực nơi này chính là phần thiên sơn mạch phần thiên sơn khẩu phun diệt thế chi viêm nguy nga cao ngất dung nham lưu giống như một con thổ tín cự đại hỏa xà theo mặt đất chậm rãi mà động, đến chỗ nào không có một ngọn cỏ, phần thiên sơn mạch của núi lửa gần ngàn, không ít núi lửa càng là ở vào thời kỳ hoạt động, thường xuyên kèm theo phun trào mãnh liệt táo bạo, lúc này, một vị hắc bào nam tử đang ở trong đó tu luyện, có thể chịu đựng hỏa diễm đáng sợ như thế tàn phá, cũng chỉ có Tiêu Viêm, phần thiên sơn mạch phun ra nham thạch rơi vào trên người Tiêu Viêm, như là đang cọ rửa nham thạch mang đến nóng rực, khiến cho mình đối với hỏa dưỡng khống chế càng thêm tinh túy, Tiêu Viêm thật sâu hô một hơi, trên người hỏa viêm trực tiếp đem nham thạch hoàn toàn bốc hơi, từ sau khi hấp thu thánh quang tiên viêm, trong đó tiên viêm lực làm cho tiêu viêm nâng cao một bước, hơn nữa dung hợp hai mươi đạo thánh hỏa, lúc này đế viêm càng là đạt tới cực hạn, nếu như cứng rắn muốn nói so với lúc này đế viêm còn muốn cường đại hơn, ở toàn bộ đại trụ bên trong, cũng chỉ có trong truyền thuyết thần hỏa tiểu hữu, xem ra thực lực của ngươi lại tinh tiến vài phần, sau khi tiêu viêm tu luyện tốt, thanh âm phần lão vang lên, bất quá, mình có thể đánh bại giới ngoại thiên chúa, cũng may mà phần lão, tuy rằng hắn là phần quyết chi linh, nhưng tiêu viêm đã sớm coi hắn là ân nhân của mình phần lão tiền bối ngươi gọi ta là tiêu viêm đi phần lão cười gật đầu nói tốt tiêu viêm kế tiếp ngươi có tính toán gì không dù sao tài nguyên thiên nguyên giới có hạn muốn tăng thực lực phải rèn luyện trong thế giới khác nghe vậy tiêu viêm cũng suy tư một chút ta chuẩn bị đi di tích kỷ nguyên ở trong đó có lẽ đối với mình là một loại lịch lãm còn có thể gặp được đối thủ mạnh hơn trong đại trụ cùng với một ít trí bảo thần bí cường đại hoặc là chuyển thừa cũng nói không chừng chỉ có điều lần này tiểu thiên thế giới bị giới ngoại thiên nhân tộc xâm lấn tất cả sinh linh toàn bộ vẫn lạc ngay cả tinh thần đại đế cũng vậy lúc này phần lão thâm tình nhìn tiêu viêm lên tiếng không nghĩ tới người còn trọng tình cảm như vậy yên tâm đi đại trụ rất lớn còn có rất nhiều sự tình ngươi không biết bất quá ta có thể hướng ngươi cam đoan chỉ cần ngươi ngày sau trở nên càng cường đại lên tiểu thiên thế giới bị hủy diệt đều là có thể toàn bộ sống lại cái gì hồi sinh tiêu viêm vừa nghe trực tiếp khiếp sợ quả thực là khó có thể tin phần châm ngôn ý tứ là người chết còn có thể sống lại nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của tiêu viêm phần lão lại vuốt vuốt trong dâu của mình cười nói bất kỳ sinh linh nào trong đại trụ đều có sinh có tử đây là pháp tắc của sinh mệnh nhưng chết đi sống lại đúng là vi phạm pháp tắc của sinh mệnh bất quá nếu nếu như ngươi có thể trở thành người khống chế trên vạn vật pháp tắc này có lẽ có thể thay đổi bất kỳ một loại pháp tắc nào trong đại trụ hiện tại sống hay chết đều nằm trong một ý niệm của ngươi trở thành trưởng khống giả trên vạn vật pháp tắc đó sẽ là dạng tồn tại gì tiêu viêm có chút tò mò tồn tại như vậy hẳn là chúng thần chi thần trong đại trụ đi sau này chờ ngươi nhập vào thần liệt, trở thành một gã thần trích, ngươi sẽ chậm rãi biết được, hiện tại biết đối với ngươi cũng không có lợi, phần lão thản nhiên nói, chỉ có siêu thoát chúa tể được đưa vào thần liệt, mới có cơ hội để cho sinh linh tiểu thiên thế giới chết đi hoàn toàn sống lại, siêu thoát chúa tể, đưa vào thần liệt, thành thần chi lộ cũng không phải đơn giản như vậy, Tiêu Viêm cảm giác ở thành thần chi lộ, sẽ so với dĩ vãng thánh phẩm chi lộ, chúa tể chi lộ càng thêm gian nan, hơn nữa nếu quả thật thành thần, đều sẽ phi thăng tiến vào đệ nhất đẳng cấp thế giới, ở nơi đó có lẽ mới là đại trụ thần chỉ pháp tắc chi địa phần lão ngươi đến tột cùng là ai vì sao biết nhiều chuyện về đại trụ như vậy tiêu viêm có chút nghi hoặc tò mò phần lão chỉ là một vị phần quyết chi linh lại biết được nhiều tin tức đại trụ như vậy bị tiêu viêm hỏi phần lão cũng bất đắc dĩ lắc đầu suy tư một lát mới chậm rãi mở miệng ta mặc dù là một đạo phần quyết chi linh nhưng phần quyết chính là một đạo công pháp thần bí cường đại, mà chủ nhân sáng tạo phần quyết, thanh danh kia lại vang vọng toàn bộ đại trụ, cho nên ta tự nhiên sẽ biết một ít tin tức của đại trụ. Nghe phần lão giảng giải, tự hồ người sáng tạo phần quyết, tự hồ ở trong đại trụ đều là tiếng tam lừng lẫy cường đại tồn tại, xem ra, phần quyết biết rất nhiều bí mật về đại trụ, tự hồ ngay từ đầu phần quyết đã lựa chọn Tiêu Viêm, sau đó Tiêu Viêm cũng bước lên con đường được phần quyết lựa chọn, mới đầu đạt được phần quyết, cảm giác đây chỉ là một môn công pháp cường đại, có thể dung hợp dị hỏa cùng với thiên hỏa, đến bây giờ phần lão xuất hiện phần thần quyết đạt được đây đến tột cùng là trùng hợp hay là có người cố ý an bài nếu như là vế sau như vậy người sắp xếp này đến tột cùng là ai chẳng lẽ chính là chủ nhân của phần quyết sao bất quá tiêu viêm cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cần có thể làm cho mình trở nên cường đại lên thủ hộ người bên cạnh mình thủ hộ thế giới hòa bình của mình là tốt rồi còn có chừng nửa năm kỳ nguyên di tích sẽ mở ra bên trong sẽ là nơi lịch lãm rất tốt hơn nữa trong đó có thần vật đại trụ thần vật đại trụ thần hỏa tiêu viêm nghĩ đến muốn tăng lên tu vi thực lực của mình cũng chỉ có thần hòa bực này đúng vậy trong đại trụ tổng cộng có chính đạo thần hòa di tích kỳ nguyên lần này chính là cơ hội tốt nhất nếu vận khí tốt luyện hóa thần hòa thực lực của ngươi sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới chỉ có điều người muốn thần hòa không chỉ một mình ngươi cường giả thế giới khác đều sẽ đến cướp lấy thần vật đại trụ như vậy tiêu viêm gật gật đầu di tích kỳ nguyên lần này quả thật có rất nhiều tồn tại cường đại đến từ ngoài thiên nguyên giới hơn nữa đều là tồn tại đứng đầu trong các đại giới đồng thời ngay cả những người cường đại của thế giới đẳng cấp thứ hai cũng sẽ xuất hiện ở di tích kỳ nguyên lần này xem ra tranh đoạt nhất định sẽ có kịch liệt mặc dù biết trong di tích kỷ nguyên có rất nhiều trí bảo cùng truyền thừa cường đại còn có thần vật thần hòa của đại trụ những thứ tốt này cũng không phải chỉ có tiêu viêm muốn đạt được cường giả trùng tộc cường đại của đại giới khác cũng cần những trí bảo này cùng với thần vật đại trụ như thần hòa thần vật ở trong toàn bộ đại trụ đều là tồn tại vô cùng hiếm cho nên chỉ cần đạt được những thần vật này liền có thể trở thành cường giả một phương trong đại trụ chuyện tốt như vậy ai thấy cũng sẽ đỏ mắt hôm nay ta đã dung hợp hai đạo thánh hỏa của đại thiên thế giới nếu như sau đó có thể thu phục luyện hóa đại trụ thần hòa như vậy tu vi của mình thực lực đều sẽ càng thêm một tầng lầu ngày sau nếu là ai muốn xâm lấn thiên nguyên giới ta nhất định phải hỏi ta ta phi thường coi trọng ngươi không hồ là người phần quyết lựa chọn kế tiếp khoảng cách kỳ nguyên di tích mở ra chỉ có nửa năm thời gian ngươi có thể đem phần thần quyết lần nữa tu luyện cực hạn đi thăm dò phát hiện một chút phần thần quyết thứ ba quyết thứ ba của phần thần quyết tiêu viêm trước mắt cũng chỉ biết quyết thứ nhất là chia lìa quyết thứ hai là dung hợp vậy quyết thứ ba đến tột cùng là cái gì đây phần lão quyết thứ ba chẳng lẽ ngươi cũng không biết là cái gì sao tiêu viêm đối với thần kỹ của phần thần quyết hiểu rõ cũng không nhiều hơn nữa chỗ lợi hại của phần thần quyết chính là ở trong đó phần thần lực quá mức cường đại tựa hồ là một loại lực lượng cường đại cố ý bị che giống ngủ say về phần lực lượng này đến tột cùng là cái gì ai cũng không biết phần lão lắc đầu nói ta cũng biết chỉ là quyết định thứ ba này có thể làm cho chiến lược của ngươi đang lên mấy lần nghe vậy quyết định thứ ba này tự hồ là thần kỹ cường đại nào đó tăng lên chiến lược bản thân tiêu viêm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nếu phần thần quyết vì mình đo thân chế tạo như vậy đối với mình chính là có lợi, nửa năm sau kỳ nguyên di tích mở ra, cũng sẽ có đẳng cấp thứ ba thế giới, mặt khác hai cái đại giới thứ nhất thứ hai đều sẽ phái ra cường giả, hơn nữa, Tiêu Viêm dám khẳng định, những cường giả này xuất hiện sẽ là phi thường kịch liệt chiến đấu tranh đoạt, trong khoảng thời gian kế tiếp cũng không dám lãng phí thời gian dư thừa, Tiêu Viêm cũng bắt đầu ở trong không gian phần quyết, tiếp tục tu luyện thần kỹ phần thần quyết, đồng thời tham ngộ một chút quyết thứ ba, là kỹ năng cường đại như thế nào, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, hỏa diễm rực rỡ trên người trực tiếp bao bọc toàn bộ thân thể, ngay sau đó một cỗ phần thần lực cường đại, cùng Đế Viêm bắt đầu đan xen lẫn nhau, khi thì dung hợp, khi thì chia lìa, vốn là cường đại Đế Viêm chi hỏa, ở phần thần lực phụ trợ dưới, Đế Viêm chi hỏa trở nên càng thêm cường đại, bất quá ngoại trừ Tiêu Viêm đang tu luyện, Lâm Động và Mục Trần hai người, cũng đang vì di tích kỷ duyên nửa năm sau mở ra, tiến hành khắc khổ tu luyện, Lâm Động hiện đang đứng trên đỉnh núi võ cảnh nơi này hội tụ năng lượng nồng đậm nhất của tổ thạch cho nên tu luyện ở đây chắc chắn là nơi tốt nhất tám đạo tổ phủ bắt đầu xoay tròn quanh người lâm động nương theo tám loại năng lượng thuộc tính bất đồng bộc phát tổ thạch đứng ở vị trí trung ương của tám đạo tổ phủ tản mắt ra một cỗ uy năng thần bí khó lường đem lực lượng của tám đại tổ phủ hoàn toàn cân bằng hóa cũng chính là sau khi cân bằng hóa lực lượng của bát đại tổ phủ tám đạo thuộc tính lực lượng cường đại này mới có thể khiến lâm động thu phục nhiều tổ phù như vậy trong cơ thể cũng nhờ có tổ thạch tổ thạch cũng tương đương với phần quyết của tiêu viêm có thể luyện hóa nhiều loại hòa diễm mà lâm động cũng vậy lúc trước nghe bất hủ chi chủ nói tổ phù cùng mục trần nguyên thủy pháp thân đều là thuộc về đại trụ thần vật hơn nữa chân chính tổ phù không chỉ có tám đạo mà là có mười đạo tổ phù nếu như đem hai đạo tổ phù cuối cùng thu phục như vậy thực lực tu vi của lâm động sẽ tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới di tích kỷ nguyên nửa năm sau lâm động ta nhất định phải tìm được thời gian tổ phù lâm động khép hai tay lại tám đạo tổ phù cũng dùng hợp lẫn nhau xuất hiện một đạo lưu ly thể trong suốt năng lượng trong đó uốn lượn chảy xuôi tản mắt ra lực lượng vô cùng thần bí khó lường có thể làm cho thế giới lực trong cơ thể lâm động trở nên hùng hậu hơn cùng với ở trong quá trình chiến đấu có thể thi triển ra nhiều loại thuộc tính lực lượng đến đối địch mà mục trần tu luyện năm tòa pháp thân nguyên thủy hiện giờ mình có hơn nữa lực nguyên thủy của pháp thân nguyên thủy này tránh được cường đại đối với tu vi mục trần rất có lợi trước đó có một khí hóa tâm thanh công pháp đem năm tòa pháp thân nguyên thủy này dung hợp thành thái sơ thế giới thể mạnh nhất muốn so với thái sơ thế giới thể mạnh hơn pháp thân như vậy phải lại tìm năm tòa nguyên thủy pháp thân còn lại cùng với nhất khí thập thần hóa mới có thể tu luyện tòa thứ sáu nguyên thủy pháp thân bằng không số lượng phân thân cũng không đủ trong tháng thứ năm ba người tiêu viêm lâm động mục trần khắc khổ tu luyện thiên nguyên giới dưới sự thay nghén của thương khung chi tâm hoàn chỉnh rốt cục đạt tới một cực hạn thiên địa đấu khí linh lực đều là cuồn cuộn không dứt tràn ra khắp nơi trong thiên nguyên giới, liền ngay cả toàn bộ thế giới đều trở nên so với dĩ vãng, trong thời gian 5 tháng này, ý chí thế giới của thiên nguyên giới đã đạt tới cường đại trước nay chưa từng có, một số cường giả nửa bước chúa tể cảnh trong thiên nguyên, giới cảm ứng được ý chí của thế giới thiên nguyên giới, hiện giờ đều bị chấn động, sau đó trên bầu trời thiên nguyên giới xuất hiện một đạo hào quang vô cùng chói mắt, bắn thẳng đại địa, trong hào quang cất giấu cả thế giới thương không bảng thương khung bảng vừa ra toàn bộ thiên nguyên giới đều là khẽ run lên tại thương khung bảng xuất hiện nháy mắt đột nhiên bốn đạo thân ảnh bay về phía bầu trời bốn mắt nhìn nhau sau đó nhìn nhau cười một cái tựa hồ đều là người quen cũ bằng hữu cũ bình thường ha 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 ba vị cũng cảm ứng được ý chí thương khung bảng cường đại sao nói chuyện chính là đại thiên cung tần thiên tựa hồ lúc này thương khung bảng trở lên mạnh hơn chẳng lẽ đây mới là thương khung bảng hoàn chỉnh sao tiêu huyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương khung bảng trên không phát ra thanh âm mang theo cảm giác rung động rõ ràng, mà sau một khắc, thanh sam kiếm thánh sau lưng bị rút ra, thân kiếm vô cùng sáng bóng, một đạo kiếm khí vô hình trực tiếp bán về phía thương khung bảng, thân ảnh thanh sam kiếm thánh chính là xuất hiện ở trước thương khung bảng, lợi dụng thanh sam kiếm tản mát ra kiếm khí cường đại, muốn ở trên thương khung bảng triệu hoán đi ra khắc xuống tên hoàn chỉnh của mình, thế nhưng coi như là mấy năm qua một mực khắc cổ tu luyện, cũng chỉ có thể ở trên thương không bảng hoàn chỉnh khắc vào họ của mình mà tên phía sau lại như cũ không cách nào hạ xuống, bởi vì bị một cỗ thế giới vĩ lực vững vàng bắt lấy cánh tay của mình, không cách nào lần nữa hạ bút, bất quá, Thanh Sam Kiếm Thánh hiểu được, đây là bởi vì thực lực của mình, còn sao mới đạt tới hoàn chỉnh đạt được ngưỡng cửa thương khung bảng, cho nên không cách nào đem tên hoàn chỉnh khác ở thương khung bảng. Sau khi một tiếng thở dài của Thanh Sam Kiếm Thánh phát ra, bất tử chi chủ, Tần Thiên, Tiêu Huyền, ba người cũng bầu phát ra lực lượng cường đại của mình, lấy ngón tay làm bút, muốn ở trên thương khung bảng hoàn chỉnh vết xuống tên đầy đủ của mình, bất quá ba người bọn họ chỉ có thể khắc họa họ của mình, mà tên tự phía sau cũng đồng dạng không cách nào đặt bút ở trên thương không bằng hoàn chỉnh, bốn người thử vô số lần vẫn không cách nào lưu lại đầy đủ tính danh, bọn họ đều là bất đắc dĩ nở một nụ cười, xem ra muốn lưu lại đầy đủ tính danh trên thương khung bảng, chúng ta trước mắt vẫn là không có biện pháp, xem ra muốn bước vào chúa tể cảnh, sợ là lại thất bại. Bất tử chi chủ thanh âm già nua kia từ từ truyền ra, vị lão giả này bối phận chính là ở toàn bộ thiên nguyên giới đều là cao nhất, cho nên ngay cả bất tử chi chủ cũng cảm thấy gian nan như vậy, xem ra muốn bước vào chúa tể cảnh còn cần một ít thời gian xem ra bốn người chúng ta còn cần thêm chút sức mà lúc này ở phần quyết không gian hai mắt tiêu viêm đột nhiên mở ra mà vừa mở ra con ngươi dĩ nhiên đều biến thành màu vàng có một cỗ lực lượng cường đại từ trong con ngươi màu vàng của hắn tản mắt ra cỗ lực lượng này khủng bố đến cực điểm cỗ lực lượng này có thể dễ dàng đánh chết một gã đại chỗ tể đỉnh cao cường giả nhưng chỉ trong nháy mắt đồng tử màu vàng lại khôi phục thành đồng tử màu đen theo đó cỗ lực lượng khủng bố cường đại này cũng biến mất không thấy tiêu viêm có chút buồn bực tại trong thời gian 5 tháng này tại phần quyết không gian tu luyện tương đương với thời gian 5 năm bên ngoài vậy mà vẫn là không cách nào trệt để nắm giữ phần thần quyết quyết thứ ba quyết thứ ba này thật sự là quá khó khăn tu vi tiêu viêm tuy rằng có chút tinh tiến nhưng khoảng cách chúa tể mạnh nhất vẫn có một đoạn tranh lệch ha ha tiêu viêm người có biết đủ không phần thần quyết này đổi lại là người khác tu luyện coi như là tu luyện trăm năm ngàn năm cũng không cách nào lĩnh ngộ quyết thứ ba môn đạo mà ngươi có thể trong khoảng thời gian này nhanh như vậy lĩnh ngộ quyết thứ ba đủ để nói rõ ngươi lĩnh ngộ năng lực rất mạnh phần lão ở một bên cười khanh khách nhìn tiêu viêm sau đó lại nói tiếp trong khoảng thời gian ngươi tu luyện này thiên nguyên giới đã đạt tới trạng thái cường thịnh bốn vị cường giả nửa bức chúa tẩy cảnh kia triệu hoán ra thương khung bảng của thiên nguyên giới thế giới vĩ lực này cũng không phải như lúc trước các ngươi triệu hoán thương khung bảng của đại thiên thế giới có thể so sánh được hơn nữa mặc dù trước đó các ngươi lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng của đại thiên thế giới bất quá theo sự ra đời của thiên nguyên giới ngươi phải một lần nữa triệu hoán thương khung bảng của thiên nguyên giới một lần nữa ở đây trên bảng lưu lại đầy đủ tính danh thực lực của ngươi sẽ đạt tới chúa tể đỉnh phong thương khung bảng hoàn chỉnh sao hiện giờ thực lực của tiêu viêm ở đại chúa tể trung kỳ nếu như đạt tới đại chúa tể đỉnh phong như vậy khoảng cách chúa tể mạnh nhất lại tiến thêm một bước nghĩ như thế tiêu viêm cũng không dừng lại ở chỗ này sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất trong vô tận hỏa vực cùng lúc đó lâm động và mục trần trong võ cảnh và mục phủ cũng cấp tốc đi tới khu vực xuất hiện trên thương khung bảng hai người bọn họ trong thời gian năm tháng này cũng tăng tu vi lên một chút hơn nữa lâm động trong lúc tu luyện lại tự nghĩ ra một chiêu thức mạnh hơn đại càn khôn cũng là thành tựu lớn nhất mà lâm động lĩnh ngộ được trong trận tu luyện này vì trở nên cường đại mục trần cũng tự nghĩ ra một chiêu thức cường đại bởi vì di tích kỷ nguyên sẽ nghênh đón rất nhiều cường giả cho nên bọn họ đều cần đem tiềm năng của mình toàn bộ bộc phát ra mới có cơ hội đối kháng cường giả thế giới khác cho nên có sự tồn tại của ba người thủ hộ thế giới này sau này thiên nguyên giới sẽ chậm rãi đi tới đẳng cấp cao hơn thế giới mà trái lại tiêu huyền bên này bốn người nhiều lần đi thử thương khung bảng trên lưu lại đầy đủ tính danh như trước không cách nào hạ bút viết xuống tên cho nên bọn họ cuối cùng lựa chọn buông tha bất quá bọn họ vẫn để lại họ trên thương không bảng đầy đủ thế giới lực trong cơ thể hắn so với lúc trước trở nên cường hãn vài phần ngay tại bốn người nói chuyện với nhau trong chốc lát đột nhiên có ba đạo khí thức vô cùng cường đại hướng về nơi này cấp tóc bay tới hơn nữa trong đó có hai vị sớm đã đạt tới đại chúa tể cấp độ còn có một vị còn lại là tiểu chúa tể cấp độ như thế đội hình cường đại tại thiên nguyên giới cũng chỉ có viêm đế võ tổ mục chủ ba người chẳng lẽ là ba người bọn họ bốn người đều quay đầu nhìn về cùng một phương vị ba luồng khí thức mạnh nhất đến từ thiên nguyên giới gào thét mà đến chính là tiêu viêm lâm động mục trần nhìn thấy ba người xuất hiện tần thiên của đại thiên cung cười nói Viêm đế võ tổ mục chủ, các ngươi cũng tới, ba người tiêu viêm chào hỏi bốn người, sau đó mở miệng nói với tiêu huyền. Tổ tiên, tiêu huyền nhìn thấy tiêu viêm nửa năm không gặp, tựa hồ tu vi người sau lại có đề cao, sau đó vỗ vỗ tiêu viêm cười nói, tiêu tộc ta có một hậu bối ghê gớm, ha ha, tổ tiên chê cười, tiêu viêm có chút xấu hổ gãi đầu, kỳ thật thiên phú của tiêu huyền cũng không kém tiêu viêm bao nhiêu, năm đó nếu không phải đế chi nguyên khí thiếu hụt, tiêu huyền hôm nay chỉ sợ đã sớm bước vào chúa tể cảnh chân chính. Sau khi nói chuyện, ba người tiêu viêm lâm động mục trần nhìn lên thương khung bảng, Lâm Động cảm nhận được sự vĩ đại vô tận của thế giới bắt đầu không ngừng truyền ra từ trên thương khung bảng, trong lòng có chút hưng phấn, nếu như có thể lưu lại tên đầy đủ của mình trên bảng, như vậy thực lực bản thân nhất định sẽ đột phá tới đại chúa tể, viêm đế, võ tổ, mục chủ, ba người các ngươi đi thử một chút, nếu như có thể ở thương khung bảng hoàn chỉnh lưu lại tính danh, như vậy tự thân thực lực lại sẽ tinh tiến không ít, bất tử chi chủ cùng thanh sam kiếm thánh, cảm nhận được ba người trên người cường đại dao động, có lẽ chỉ có ba người bọn họ có thực lực có thể lưu lại tính danh hoàn chỉnh, Tiêu Viêm đi đi, đi tổ tiên tin tưởng ngươi ha ha tiêu huyền lộ ra ánh mắt tự tin nhìn về phía tiêu viêm cho dù năm đó mình là định nhất nhân mạnh nhất dưới đấu đế đại lục đấu khí lúc này cũng không thể không phục tiêu viêm sau đó ba người liếc mắt nhìn nhau thả người nhảy lên trực tiếp đi tới trước mặt thương không bảng nhìn cái thương không bảng quen thuộc này ba người cũng là lộ ra nụ cười hài lòng một lát sau một cỗ khí tức nóng bỏng từ ngón tay tiêu viêm tản mắt ra sau đó bắt đầu dùng bút chỉ hóa bắt đầu khác tên mình hoàn chỉnh trên thương khung bảng ngay sau đó lâm động và mục trần cũng bắt đầu thi triển lực lượng cường đại từng nét từng nét trên thương khung bảng viết ra tên đầy đủ của mình Tại đồng bộ thời gian bên trong, ba người viết xong họ của mình xong, dừng lại một chút, bởi vì tại bọn họ muốn tiếp tục viết chữ thứ hai, có một cỗ cường đại thế giới vĩ lực đang ngăn cản bọn họ đặt bút, không nghĩ tới, thương khung bảng thế giới này ý, ý chí cường đại như thế, bất quá cho dù cường đại, Tiêu Viêm ta cũng nhất định phải lưu lại tính danh trên bảng, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, không nghĩ tới chính mình đột phá đến đại chúa tể, muốn lưu lại tính danh hoàn chỉnh trên đó lại bị ý chí thế giới cường đại quấy nhiễu, cuối cùng Tiêu Viêm vận chuyển Đế Viêm, nhiệt độ trong thiên địa trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, hỏa diễm chi lực trực tiếp toàn bộ tiến vào ngón tay sau đó lại lần nữa qua lấy đầu ngón tay, ở trên bảng từng nét từng nét, bất quá lúc này đây lại không có cảm thụ ý chí thế giới quấy nhiễu, cũng ngay khi Tiêu Viêm viết xong một nét cuối cùng của tên mình, thương khung bảng bắn ra hào quang cường đại, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thể Tiêu Viêm ở trong đó, trong hào quang, mỗi một tức da thịt của Tiêu Viêm đều có thể cảm giác được, ý chí thế giới đến từ thiên nguyên giới, sau khi ý chí thế giới tiến vào thân thể của Tiêu Viêm, thực lực của Tiêu Viêm sẽ đăng lên một mảng lớn, vốn là tu vi đại chúa tể trung kỳ, giờ phút này tên đầy đủ của tiêu viêm đã được khắc họa trên thương khung bảng dẫn động ý chí của cả thiên nguyên giới thế giới vĩ lực vô cùng cường đại không ngừng tăng vọt trong cơ thể tiêu viêm ngay sau đó đầu tiên là mục trần ở trên thương khung bảng viết xong một bút cuối cùng theo đó thương khung bảng cũng bắt đầu run rẩy hào quang cường đại đem mục trần bao phủ trong đó hiện tại chỉ còn lại một mình lâm động vẫn là từng nét từng nét viết xuống động tự của hắn nhưng hiện giờ thực lực của lâm động ở cấp độ tiểu chúa tể đỉnh phong cho nên so với tiêu viêm cùng mục trần kém rất nhiều thế giới vĩ lực bắt đầu ngăn cản động tác giữa ngón tay lâm động lâm động vận chuyển lực lượng tám đạo tổ phù cũng không thể dễ dàng khắc ra tên họ của mình trên thương khung bảng hiện tại cũng đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng nhưng lúc này trắng lâm động đã đổ mồ hôi ngón tay cũng bắt đầu không ngừng run rẩy một cỗ lực lượng vô hình cường đại đem ngón tay lâm động vững vàng khóa lại này cuối cùng một nét bút tự hồ chính là không cho rơi xuống lâm động ta há có thể nhận thua sao lâm động trực tiếp hợp bát đạo tổ phù thành một xuất hiện bát tổ lưu ly thể lưu ly thể bị lâm động nắm chặt trong tay nét bút cuối cùng này cần bát tổ lưu ly thể để hoàn thành theo bát tổ lưu ly thể tản mắt ra lực động khủng bố trực tiếp ngăn chặn thế giới vĩ đại tuy rằng thực lực của lâm động chỉ là tiểu chúa tể đỉnh phong nhưng ít nhất cũng là một vị chúa tể cảnh cường giả cho nên lưu lại tên tuổi trên thương không bảng hoàn chỉnh này cũng không phải là chuyện không thể thành công rồi vào thời khắc cuối cùng lâm động cũng thành công khác tên đầy đủ của mình lên thương khung bảng thiên nguyên giới thương khung bảng bây giờ chỉ có ba cái tên đầy đủ ở trên bảng lấp lánh phát sáng vẻn vẹn là mấy chữ liền tản mắt ra một cỗ lực lượng làm người ta hoảng sợ đây mới thật sự là đại giới lực lượng tiêu viêm lâm động mục trần lực lượng của tiêu viêm so với lúc trước càng cường đại hơn mấy lần giờ phút này bọn họ đã có được toàn bộ lực lượng của thiên nguyên giới cho nên sau khi tiêu viêm lâm động cùng với mục trần lưu lại đầy đủ tên tuổi trên thương khung bảng tu vi thực lực đã đạt tới độ cao trước nay chưa từng có Đại chúa Tể Đỉnh Phong, ngay cả Lâm Động cũng nhất cử tiểu chúa Tể Đỉnh Phong, thành công tấn thăng đến đại chúa Tể Đỉnh Phong, đây chính là chỗ lợi hại của thương không bảng, giờ khắc này, Lâm Động lại đuổi theo Tiêu Viêm và Mục Trần, ba người này cũng trở thành thủ hộ giả mạnh nhất thiên nguyên giới, lực lượng của ba người bọn họ lại cao thêm một tầng, đây đối với chính bọn họ cùng với thiên nguyên giới mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, đại chúa Tể Đỉnh Phong là khái niệm gì, đó chính là ba người bọn họ là chúa tể của toàn bộ đại giới, bọn họ mới là đại chúa Tể chân chính của phiến thiên địa này thiên nguyên giới cũng nghênh đón tồn tại đại chúa tể đỉnh cao từ trước đến nay, đặt ở thời kỳ bất hủ chi chủ cùng với thánh tiên chi chủ, cũng đã tới giai đoạn đại chúa tể trung kỳ, nhưng mà ba người tiêu viêm lâm động mục trần lại phá vỡ lịch sử như vậy, thành tựu độ cao mới nhất, đối với đại giới đều là trăm lợi mà không có một hại, chỉ có cường giả đại giới này càng mạnh, đại giới đều sẽ đi về con đường huy hoàng, cho nên nói, chỉ cần đại giới đủ cường đại, như vậy sinh tồn cùng sinh linh trong đại giới này, bất kể là ma thú hay là nhân loại, hay là những tồn tại khác đều sẽ bởi vì đại giới cường đại do đó đối với thực lực của bọn họ cũng sẽ tương ứng tinh tiến tăng lên rất nhiều bằng không tại sao đại giới lại có phân chư ba cấp bậc nói trắng ra đây chính là phân chư mạnh yếu trong chính đại giới tần thiên vừa mới cũng thấy được tiêu viêm ba người tại trên thương khung bằng lưu lại đầy đủ tính danh đủ để chứng minh lực lượng của bọn họ tần cung chủ các ngươi không bao lâu thời gian cũng sẽ bước vào chân chính chúa tể cảnh trở thành thiên nguyên giới chúa tể giả đúng rồi tần cung chủ ta có một đề nghị không biết có nên nói hay không tiêu viêm lúc này lẩm bẩm nói nhìn thấy tiêu viêm có lời gì muốn nói tần thiên lập tức vui mừng nghênh đón nói không biết tiêu huynh theo như lời là đề nghị gì người sau cười cười sau đó nhìn mấy người ở đây chậm rãi nói hiện giờ đã không có đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới vậy thiên nguyên giới chúng ta còn thiếu một thế lực khổng lồ như đại thiên cung trước kia nói đến đây tần thiên làm như hiểu ý tiêu viêm muốn biểu đạt sau đó nói ý của tiêu huynh là tiêu viêm mỉm cười nói ý của ta là đem tên đại thiên cung đổi thành thiên nguyên cung mà thiên nguyên cung do hỏa vực vô tận của ta cùng với võ cảnh mục phủ cũng gia nhập trong đó tạo thành một thế lực khổng lồ nhất trong lịch sử tượng trưng cho hòa bình của thiên nguyên giới tần thiên vừa nghe không hề nghĩ ngợi trực tiếp miệng đầy đáp ứng đại thiên cung đã từng là thế lực khổng lồ nhất của đại thiên thế giới vượt qua bất kỳ siêu cấp thế lực nào cùng với sự tồn tại của thái cổ ngũ tộc từ ý nghĩa nào đó mà nói càng giống như là một liên minh của đại thiên thế giới chỉ có khi ngoại vực tà tộc lần nữa triển khai xâm lược tiến công mới có thể chân chính tồn tại ở niên đại hòa bình chỉ là một tượng trưng thế lực khổng lồ nhất đại thiên thế giới Phạm vi thế lực to lớn trải rộng toàn bộ đại thiên thế giới, là đại biểu của đại thiên thế giới, Tôn chỉ thành lập chính là chém trừ tà tộc ngoại vực, đối mặt với loại uy hiếp này của tà tộc ngoại vực đến đại thiên thế giới, phải chỉnh hợp lực lượng của đại thiên mới có thể chống lại, đại bộ phận thiên chí Tôn siêu cấp cường giả đều sẽ ở đây, cũng thông qua xét duyệt trở thành khách khanh, thánh phẩm thiên chí Tôn sẽ trở thành trưởng lão của đại thiên cung chỉ khi tà tộc xâm lược lần nữa, đại thiên cung mới có thể chân chính tồn tại. trong thời kỳ hòa bình đại thiên cung chỉ là một tượng trưng, thành viên trong đó không cần xuất lực, nội tình thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng cơ bản sẽ không biểu lộ ra. cho nên ý nghĩ của tiêu viêm chính là, sau khi tiêu viêm lâm động mục trần rời khỏi thiên nguyên giới, có thể có một thế lực đủ khổng lồ, có thể chỉnh hợp tất cả lực lượng của thiên nguyên giới để đối kháng với địch xâm nhập. ba ngày sau thiên nguyên giới trở nên vô cùng náo nhiệt, bởi vì mấy ngày nay thế lực khổng lồ mới trong thiên nguyên giới chính là thành lập, tên thế lực chính là thiên nguyên cung cung chủ thiên nguyên cung vẫn là chu ma vương tần thiên nhưng dưới sự cầu sinh đau khổ của tần thiên tiêu viêm lâm động mục trần thân phận của ba người này ở thiên nguyên cung còn cao cấp hơn chu ma vương đó chính là chu ma hoàng chu ma hoàng chính là tồn tại cường đại cấp bậc cao nhất của thiên nguyên cung chu ma hoàng vừa xuất hiện ngay cả chu ma vương cũng phải kính sợ vô cùng chế độ địa vị của thiên nguyên cung từ cao xuống thấp chu ma hoàng chu ma vương trưởng lão chu ma sư cao cấp Chu Ma sư trung cấp, Chu Ma sư cấp thấp, Thiên Nguyên cung thành lập, địa vị siêu nhiên, chỉ cần không nhúng tay vào chuyện giữa các thế lực lớn, chỉ cần trở thành danh hiệu khách khanh của Thiên Nguyên cung, còn cho người ta mặt mũi hơn cả trưởng lão của Thái cổ ngũ tộc, Chu Ma vương địa vị so với trưởng lão cùng các phân bộ Thiên Nguyên, lâu chủ còn cao hơn một bậc, hoàn toàn không thua kém siêu cấp thế lực chi chủ, thậm chí Thái cổ ngũ tộc trưởng đều có thể bình đẳng tương giao, địa vị của Chu Ma hoàng cũng không cần nhiều lời, Loại địa vị này ở trong thiên nguyên giới đều là tồn tại cường đại cao cấp nhất, ngay cả người đứng đầu thế lực siêu cấp đỉnh phong cũng đều cung kính, không hề xuất hiện khả năng nói không với hắn. Hơn nữa nếu như có thể đạt được chu ma điểm, còn có thể ở trong thiên nguyên cung đổi lấy rất nhiều thứ tốt, thái cổ giai đấu kỹ công pháp, cùng với những trí bảo khác vũ khí cường đại đều có thể đổi được. Ngoại trừ thiên nguyên cung, trong thiên nguyên giới còn có bốn phân bộ thiên nguyên cung, bốn phân bộ này tên là thiên nguyên lâu. Những thiên nguyên lâu này phân bộ ở khu vực đông nam tây bắc, dùng để chấn thủ các khu vực lớn, giám thị tất cả động tĩnh của thiên nguyên giới. Nhưng thiên nguyên cung và thiên nguyên lâu đều sẽ không can thiệp vào cuộc đấu tranh giữa các chủng tộc thế lực thiên nguyên cung tồn tại chính là một khi có thế lực ngoài giới xâm lấn sẽ chỉnh hợp tất cả lực lượng của thiên nguyên cùng nó đối kháng trục xuất những kẻ xâm lược ngoại lai này thiên nguyên cung thành lập đưa tới toàn bộ thiên nguyên giới cường giả gia nhập nhiệt độ không thua gì gia nhập vô tận hỏa vực võ cảnh mục phủ có thể tưởng tượng thiên nguyên cung này nhìn từ một loại giang đô nào đó nó là thế lực liên minh siêu cấp khổng lồ nhất trong lịch sử thiên nguyên giới, chính là chiến lực mạnh nhất thiên nguyên giới, chống đỡ kẻ xâm nhập ngoài giới, đồng thời vì thiên nguyên cung có thể quan sát được hết thảy động thái của thiên nguyên giới, đại thiên chi nhãn trước đây do ba người Tiêu Viêm Lâm Động Mục Trần cùng nhau sáng lập, cũng bắt đầu được thiên nguyên cung sử dụng, cũng đổi tên thành Thiên Nguyên Chi Nhãn, chỉ có trưởng lão của Thiên Nguyên cung có địa vị lâu chủ từ cấp bậc trở lên, mới có tư cách tiến vào hoặc là sử dụng đại năng của Thiên Nguyên chi nhãn, có Thiên Nguyên chi, nhãn điều này lại làm cho tài nguyên của Thiên Nguyên cung đổi mới độ cao hoàn toàn mới, nói cách khác chính là Thiên Nguyên cung có tài nguyên cao cấp nhất trong Thiên Nguyên giới, vô tận hỏa vực, viêm đế chấp trưởng, vạn hỏa đốt thương khung, mục phủ bên trong, mục chủ lực, thái sợ áp vạn vật, Thiên Nguyên chi cung, chiến lực mạnh nhất, chống đỡ giới ngoại xâm lấn, tượng trưng cho hòa bình, mỗi khi nghe được bốn câu nói này lọt vào tai, đều sẽ làm cho rất nhiều siêu cấp thế lực cùng với các đại chủng tộc đều lâm vào rung động cùng kính sợ cho nên tiêu viêm đám người sáng lập đại thiên thiên nguyên cung sau đó cũng yên tâm có thể đi tới kỳ nguyên di tích tam hoàng nhất vương chính là tồn tại đỉnh cấp của thiên nguyên giới cũng là mục tiêu của tất cả cường giả gia nhập thiên nguyên cung chỉ cần có đủ thực lực đều có cơ hội trở thành chu ma vương cùng với chu ma hoàng cũng có khả năng chẳng qua có thể đạt tới chu ma vương tần thiên cùng với chu ma hoàng viêm đế võ tổ mục chủ thực lực như vậy mới được trong thời gian kế tiếp tiêu viêm lâm động mục trần ở trong thế lực của mình cùng thê tử và nhi nữ yêu dấu của mình bắt đầu thời gian tốt đẹp nhất bên nhau đến đây mình xin kết thúc tập này nếu hay hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên đóng góp những ý kiến của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều